Con dám. Sao? Không quay à? Không tập à? Đang không nghỉ. Đang quay, để pause. Pause là để nghỉ thì đi bao nhiêu video cho đủ. Đâu? Nghỉ này nghỉ chưa được một phút. Pause là đi. Lại tập thì bao giờ mới ngủ? Cần lâu. 15 phút thôi mà. Bây giờ là thứ mấy đấy nhỉ? Sáng nay học với bố cô bảo là có tao có chương trình 30 days challenge. À, thế cô hỏi anh là ở gì anh ở đâu rồi? Các anh bảo I stay gì nhỉ? I stay apartment mình. Ừ. Còn bên Malaysia hỏi, thăm mày. Cái gì stay á? Chả lắm ở nhà mà chả. Cú nơi khẽ khẽ thôi, cú thôi. Không khẽ được. 10 giờ gì? 11 giờ rồi. 10 giờ 20, 11 giờ kém. Mấy thì có mất tiền hả? Ô, ở dưới là người ta lên người ta hay mắng. Kệ người ta. Tập sớm không tập, hôm nào cũng về đến cái giờ này đi tập hả? Bởi vì con bận. Con bận cái gì? Học. Học ở đâu, con ngồi đánh đàn, con học gì? Kệ, cậu là đàn cũng đã học. Nói con có vốn kinh nghiệm. Người ta lên nhóm người ta nói là mình kìa. Con học mệt thôi, con phải thư giãn chứ. Con tập sớm đi một tí, không phải làm gì có thời gian đâu. Lúc có đánh cờ đánh sao? Đánh cờ là để thư giãn. Đừng nói nhiều vào video nhỉ. Phật tiêu đồ rồi, phơi chứ. Chưa. Phật tiêu phơi đi. Nhiệm vụ của Miu Mai, Miu Phơi. Ba lần nữa đi. Mày. Phải để đồ con phải mày. Thì cứ cười đi. Cứ cười đi. Cứ cười đi. Ôi sao mình tập. Thôi. Cứ cười đi. Sao mình tập.
Còn nữa là cuối này. Xong rồi, mệt quá.